Rồi thì hôm nay mình clip này là mình mua con xe này ha, Ninja 650 3 năm, anh mình chỉ mới đi được 3.000 km thôi. Đây mình đang trồng tiền nè. Đó. Anh mở xe lên cho anh em coi. Đó xe của ảnh đó anh em. 3 năm mà anh chỉ đi 3.000 cây đúng không anh? Đúng rồi. Là anh rất là đi ít luôn anh em, chủ có nhiều người ta đi rất là ít luôn. Cái này mình quay để cho anh em biết là xe mình mua từ chủ, một chủ đập thùng từ chủ, để cho anh em biết là xe nó chuẩn. Chứ nhiều anh em lại lên cầu phím nói xe 3 năm mà sao đi ít vậy. Con ẹt con quay của tôi đi năm mấy chục ngàn cây. Còn này xe là anh là đi để kiển thôi ha, đi kiển rồi dựng chân cho đẹp thôi, cho nên ổ đồ rất là thấp. Cái này anh chuyển qua mai nha anh em, 1.900 là để mình chuyển lại cho. Để chút mình chỉnh lại. Con này là ổ đo là 3.000 nha anh em. Đó. Xe ảnh rất là kỹ, dán nguyên con luôn. Rồi, đợi khi mình vệ sinh, mình rửa sạch sẽ thì mình sẽ quay clip cho anh em coi. Ảnh là từ Long An nha anh em. 62 Long An 531. Xe là đồ chơi sao là mình để lại cho anh em gì hết. Đó, mình mua từ ảnh ra là xe sao để gì hết. Xe 3.000 thì xe rất là đẹp anh em. Bô thắng còn dày nè, thấy không? Mình đang rửa. Dĩ thắng còn rất là dày. Tay con này thắng rất là mới, xe đầm phủi bụi luôn anh em, rất là mới luôn. Keo rồi anh em, keo rồi anh em thấy không? Để lột keo cho anh em coi. À. Rồi bắt tay anh cái, cảm ơn anh đã chia sẻ lại cho anh em con xe đẹp. Chúc anh làm ăn thành công hơn, nhiều sức khỏe nha. Chúc rồi, em cảm ơn anh nhiều. Công nha. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Vậy anh em mình xong rồi. Rồi, dạ, dạ. Rồi đó anh, rồi đó anh em. À, giờ anh đi về. Bye bye anh nha. Dạ dạ. Đó anh em, mình mua từ chủ luôn. Nhanh gọn lẹ. Xe này là đăng ký cuối 2018 nha anh em. 3 năm đi 3.000 cây luôn. Nè anh em nhìn nắp bình xăng nè. Dạ. Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì như cái clip nãy đó thì mình đã mua được em xe nó rồi. Em xe phải nói cực đẹp. Và lời đầu tiên phải nói chân thành cảm ơn những anh em á, thực sự những anh em này rất là thiện chí luôn anh em. Thiện chí nhượng lại xe để cho anh em mình đi luôn á. Thực sự là phải nói là nhiệt tình lắm, mấy anh em nhiệt tình lắm. Mấy anh em có một số anh em thì người ta đi không được, mình xuống. Còn số anh em này, anh em ta muốn lên á, người ta lên đây để ký giấy cho dễ hơn á. Ký giấy để bán xe cho mình cho dễ, để mình xử lý cho nó gọn gàng á. Thì mấy anh em đem xe tới nè. À thôi bây giờ mình vô vấn đề này trước đi ha. Thì anh em muốn một cái con xe mà người lớn cũng thích, trẻ cũng thích, thanh niên cũng thích, thì đó là CB650 ha. Lâu lâu mới về một chiếc mà em này cực kỳ mới luôn. Em này không còn gì để chê hết. Nó rất mới luôn. Sổ bảo hành còn đầy đủ nè anh em. Để mình quay anh em xem mua vào ngày mấy ha. Sổ bảo hành mọi thứ đầy đủ. Em này thì ngày 7 tháng 5 2020 anh em. Xe mới đi 6.000 cây thôi nha anh em. Rất mới luôn, em có thể quay cho anh em xem, rất mới luôn. Thì con này Max 6 đi ok nha anh em. Đó. Baby Max 6 ra ngồi cho anh em. Đây cho con người Max 6. Rồi anh em cứ ngắm xe này ha, rồi nữa mình sẽ quay qua con xe chính ngày hôm nay. Thì con này mình bán 219 triệu nha anh em. Rồi bên xuống đi. Rồi em 1m6 có thể ngồi lên để cho anh em coi thử đá chân trống xuống. Rồi em có thể quay mẫu 1m6 à. Qua đây. Ngồi rất thoải mái ha, nó hơi nhón chút xíu, mang đôi giày vô là ok. Anh em 1m6 trở lên là ngồi rất là thoải mái ha anh em ha. Con này ha, vừa cực cổ điển, vừa hiện đại, mà vừa Honda nữa chứ. Nói chung là mua xe này về là cái nhà ba thế hệ ai cũng thích. Có nghĩa là ông nội tới ba rồi tới con đều thích. Nó đều dễ dàng lái, nói chung cái dòng này dễ lái, dễ bảo dưỡng nha anh em. Tiết kiệm xăng nữa, nó sẽ tiết kiệm xăng hơn những con bốn mấy khác. Em đề tiếng bô lên cho anh em nghe một chút xíu. Bốn máy rất là đã, rất là phấn khích anh em. Xăng của nó tiêu hao ít lắm so với những dòng Z1000 rồi nè. Thì nó tiêu hao, con này Z1000 cỡ 16 cây, con này phải 21 cây lít. Nhớt thì cũng ăn ít hơn. Rồi, con này rất là keng luôn. Em có thể quay cái bình xăng đó nè. Mới, cực kỳ mới luôn.
Thì cái em này á thì chở người phía sau rất là thoải mái ha, cái yên nó liền rồi, ok. Qua em này đi. Thì con này thì đã lên sẵn chống đổ rồi, ốc ben nè, rồi xong em này đi ha. Vỏ mới rồi, là mới luôn nè, xe mới kinh khủng luôn, rất là mới luôn nè, tay mình để vô nè, em thấy không? Rồi giờ qua em này, em này hồi nãy chủ xe mình quay nè, thì em này là Ninja 650 ha anh em ha. Giá lúc mà mua á là chủ mua là 200 triệu, nó bây giờ bán lại anh em 130 mấy triệu thôi, mà xe cực keng, xe mới 3.000 cây thôi đây, rất là mới, 3.196 nè anh em. Đó, hồi nãy có chủ luôn á, mình mua mấy con xe này á anh em, nó 3 năm, 1 năm đi 1.000 cây, có nghĩa là ảnh có chia sẻ là xe này ảnh chỉ về ảnh dựng thôi, rồi ảnh cà phê cà pháo, nói chung là mua về dựng cho vui á. Bây giờ thấy Minh coi YouTube rất là mến nên muốn để lại cho Minh sơn nè anh em có thể nhìn kỹ, rất là mới luôn, mình mới lột keo ra á, anh em nào mua về phải lột keo lại, nó không khác gì mà mình đập thùng sơn, đập thùng ở hãng luôn anh em. Xe 3.000 cây mới, em coi cái vỏ nè em, đã không, còn luôn chỉ nè. Đó anh em, xe này 2 đĩa nè anh em thấy không, 650 2 đĩa ABS. Con này thì nhớt nó ăn ít lắm anh em, ví dụ anh em chơi 300 anh em chơi con này cũng tiện, con này á nhớt nó ít hơn con Ninja Z300 luôn. Z300 mình có chổng á, thì con này nhớt nó ăn có 1.6 rồi anh em à. Rồi, 1.6 mọi con này thì cũng rất thoải mái nha anh em. Xe mới luôn anh em. Em quay cận mấy cái bình xăng mấy cái đồ nè, mọi chi tiết nó còn rất là mới luôn. Thì con này 1.6 ngồi cũng rất là thoải mái. Anh em nào mà 1.6 trở lên thì ngồi khỏi cần suy nghĩ gì ha. 1.6 trở lên ngồi không cần suy nghĩ rồi nhiều. Rồi. Qua đây cho anh em nghe tiếng bô nè. Em đề máy cho anh em tiếng bô. Bô này có bô độ sẵn nha, bô zin chủ xe có để phía trước nè. Đây, cái bô này là bô cổ ra cái cổ titan. Rồi có bát biển số nè. Rồi trắng bùng nè. Xe mới tinh anh em, 3.000 cây thì anh em nghĩ nó mới cỡ nào. Cực kỳ mới luôn. Đây, hồi nãy chủ xe có đưa mình cái lon bozin nè. Lon bozin của nó. Nói chung anh chủ này anh cũng kỹ lắm anh em. Bọc rất là cẩn thận anh em thấy không? Em đem cái lon bozin em để trên góc dưới cái bàn luôn cho nó gọn. Rồi, ok. Mới lấy luôn, quay clip cho anh em luôn á. Rất là mới những chi tiết nè anh em. Rất là mới. Chỉ có là xe mình để 1 năm 2 năm á thì những cái chỗ này nè anh em nè, cái chỗ này nó sẽ hơi móc, nhưng mà cái này mình đã lau sạch rồi, có nghĩa là nó đóng móc bụi á anh em, mình đã lau sạch hết rồi, rồi nó như mới luôn. Mình về mình lau, mình dưỡng lại một lớp nữa thì nó sẽ như mới. Bên mình á anh em, quay à, bên mình có bán những cái chai dưỡng nha anh em. Khi mà mình để chân lâu á thì mình phải dưỡng lên. Anh em nào mua xe thì qua bên mình sẽ có những cái đó, anh mình sẽ bán cho anh em, dưỡng lên nó rất là đẹp và nó thơm nữa, nó thơm chiếc xe. Anh em nào muốn kiểm chứng thì qua bên mình là sẽ biết nha anh em. Thì con này chở người xa cũng rất thoải mái nha. Dáng của nó là dáng Sport City, ngồi rất thoải mái. Đi tour đi đồ sướng lắm anh em. Mới kinh khủng luôn á. Lột keo ra mới. Camera em nhìn thấy sao? Ngon đúng không? Đã đúng không? Nè, bao tay nè anh em. Xe đúng xe lướt luôn á. Xe lướt mà để lâu. Đó, mình về mình lau hết sạch bụi rồi mình dưỡng lại hết rồi nhìn. Bình xăng nè anh em. Nhìn nó đã ghê luôn anh em, soi gương luôn á, nhìn nó rất là thích những xe lướt như vậy, rất là thích. Con này rất là đẹp, rất là ngầu, 650. Rồi ở đây mình có thêm một em rebel nè. Bê, lên ngồi rebel thì thoải mái rồi, anh em 1m5 cũng chạy được. Cái này rebel 300 biển số thành phố Hồ Chí Minh. Con này cũng rất là keng luôn, con này chủ dán keo nghiêng con, chưa lột keo luôn nè. Con này mình muốn để chủ lột, còn con này á dán keo vô để lâu quá, mình lột ra cho nó mới. Đó, đây rebel 300, con này mình bán con này bán 130 mấy thôi nha anh em. Con này odo 3.000 cây nha anh em, 650 phân khối nha anh em lưu ý nha. Civilo clip là mình báo giá rồi. Còn em này là Rebel 300, mình bán 80 mấy triệu nha anh em. Xe rất là đẹp luôn, xe bao đẹp, anh em tới tận nơi mình coi là anh em sẽ thấy nó đẹp cỡ nào. Rồi, còn một cái em nhỏ nữa, mình quay bán phân khối lớn, mình chưa bao giờ quên bán phân khối nhỏ cho anh em. 1m6 luôn, ngồi luôn con R15 cho anh em coi rồi, để anh em ngắm luôn, anh em coi cho tiện. Nói chung là clip nào cũng có 1m6 vô. Đó, 1m6 ngồi ra rất thoải mái. Rồi, thì mình bán con R15 này luôn, có 52, 53 triệu thôi anh em. Biển số 69, một chủ đập thùng nha anh em.
Biển số 69 một chủ đập thùng. Có chợ sáng nè, mở chợ sáng lên cho anh em coi. Mở chợ sáng lên. Đó, chợ sáng nè, thấy không? Trong clip thấy không? Có sẵn chợ sáng xịn nè. Rồi, chưa, con này lên hai dĩ nè. Hai dĩ, dĩ này, thấy không? Dĩ xịn đẹp không? Lên đồ chơi rất là nhiều anh em thấy không? Rất là nhiều mấy cái này. Xe mình bán mình để lại anh em hết, đồ chơi rất là nhiều. Thì á, dĩ này á là mình thắng chỉ một cái dĩ thôi. Mình thắng chỉ là một cái dĩ thôi nha anh em. Còn dĩ này lên cho đẹp nha. Chạy cho nó ngầu quá, lên bảo vệ heo dầu rồi tùm lum nè, rất là nhiều đồ chơi. Đây nè, chợ sáng hai bên đây nè. Rồi bảo vệ đầu đèn trước nè. Đó, xi nhan ốp nè, rất là nhiều đồ chơi luôn. Anh em dễ chơi ha. À quên. Con này á lên cái bô titan nè anh em. Đây 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 đây. Em có thể thấy không? Titan real nha anh em. Real nha, rất là đẹp nha anh em. Đó, real từ đầu vô sau nè, Akamovic nè. Đó, 50 mấy triệu mà chơi ngon anh em. Nè, cho anh em nghe tiếng bô, cho anh em nghe tiếng bô em. Đề máy lên xíu cho máy nó bơm nhớp rồi. Rồi. Hai chìa khóa đầy đủ luôn nè anh em. Đây đây. Cái này chủ giao sao mà để anh em vậy thôi. Đó, hai chìa rất là đẹp. Đồ chơi đầy đủ luôn. Và để nạt bô cho anh em. Ấm. Ấm, ngon. À, rồi. À, bên mình thì có bảo trì thay nhớt đồ luôn cho anh em nhớ lưu ý nha. Trên xe anh em đi thì cứ yên tâm mà đi thôi. Đó, con này mình thích con này, bô con này cũng gắt rồi, đã hơn. Con này chạy mạnh, 650 mạnh. Mà đặc biệt nhớt, mình thích con này một điểm là nhớt đó. Tiêu hao rất ít, 1 lít 6 à. Chưa bằng con Z300 nữa, Z300 lít 8, 2 lít luôn anh em. Z300 là mình có khách đặt cọc nè. Những con này là anh em mua nhiều rồi. Anh em ta đặt cọc sẵn rồi, chờ ngày đẹp có lấy là 1, 2, 3, 4. Con này là anh em chơi mình rất là lâu rồi nè. Chơi rất là lâu rồi, đi từ 150 tới bây giờ chơi với mình là lên luôn, lên hương luôn á. Có nghĩa là hồi đó qua mình chỉ mua 150 thôi, lên 300, 400, 600. Lên con này. Đó, bên đúp 310. Đó, rất đẹp. Đó rồi, đó là cái clip xe của mình. Cái này là mình chia sẻ thiệt tình cho anh em đó. Ê, Bi hình như con này bữa thay nhớt rồi đúng không? Đúng rồi. Con này thay nhớt luôn rồi anh em. Con này thay nhớt luôn rồi. Đó, xe rất... À, con này thay nhớt luôn nè. Con này thay nhớt mới 100% luôn đúng không? Đúng rồi, hai con luôn. Con này là thay nhớt mới 100% nè, bữa Bi thay luôn á. Bữa tại vì khách chưa biết là khách thay hay chưa. Thay hết 100% anh em, giờ chỉ giọt thôi. Đúng sướng luôn anh em. Con này 100% ghi 100% là thay xong mà chưa có chạy nha anh em. Còn thay xong mà đã chạy rồi là khác, như con này là thay xong rồi chạy nè. Chủ xe thay không chạy xuống đây, còn con này là thay xong nằm tại cửa hàng mình chưa chạy luôn. Đó, đó là những cái gì mà mình bán cho anh em. Tại vì á mình cảm thấy dạo này anh em rất là dễ thương. Không hiểu sao anh em, Minh ơi anh có con xe này nè, Minh mua cho anh đi, xe anh can lắm, anh mua về không đi rất là nhiều. Tại vì hầu như mình quay clip vậy rồi mấy anh em nhượng lại xe rất là dễ thương, mấy anh em rất là nhiệt tình. Cảm thấy là mấy anh em tới bán xe cho mình rất nhiệt tình, dễ thương lắm. Nhất là anh này nè, hai anh em ngồi nói chuyện tâm sự rất là vui. Và anh có nói đúng là em bán xe can, xe anh cũng là can. Anh dựng ở nhà anh không đi, để anh vô clip một xíu anh nói cho anh em biết là những con xe chính chủ em mua từ chủ vậy nó ngon ngon vậy đó, mình rất là thích. Nên mình làm clip này mình sẵn tiện mình quay xe cho anh em xem, rồi sẵn cảm ơn anh em luôn. Đó, còn anh em có thắc mắc cái gì mà không biết về xe cứ qua mình tư vấn trực tiếp cho anh em, không có gì phải ngại nha anh em. Ví dụ anh em chưa có xe, chưa có xe thì anh em cứ qua đây, mấy đứa em này nó cũng dễ thương lắm. Nó thật thiệt á, có nhiều khi á mấy đứa em á nó nói chuyện chân thật á. Anh em tiếp xúc với những người mà gọi là người ta nói qua Mỹ quen rồi đó. Cái mấy đứa em này nó hơi hơi chân thật, nhiều khi nó hỏi anh còn gì, làm gì không anh, thì nó nói hơi chân thật quá anh em nghĩ là nó sao nó chớt chớt, nhưng mà thực chất là mấy anh em ở đây người ta chân thật lắm, anh em đừng nghĩ nhiều. Anh em chơi ở đây quen rồi lâu năm rồi anh em sẽ biết là ở đây anh em chân thật, nói chuyện bình thường đơn giản lắm nhưng mà thiệt tế là được, không có xạo xạo là được anh em đó. Cho nên những con xe mình đem đến cho anh em là đó, anh em thích thì anh em cứ lựa và anh em cứ alo cho mình hoặc là qua trực tiếp đi. Mấy đứa em nó sẽ tư vấn, rồi sau này nó còn bảo trì xe cho anh em, thay nhớt xe cho anh em nữa. Rồi nhà mình nói chung là có nhiều thứ, nói chung là anh em mua xe rồi đó, anh em không có phải sợ gì đâu anh em. Phải sợ là không có nơi chơi, không có nơi bảo trì bảo dưỡng đâu, đầy đủ hết cho anh em. Từng cái con ốc, từng cái bố thắng là đầy đủ hết nha anh em nha, không có thiếu gì nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Rồi chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả. Rồi anh em, có nhiều anh em chơi với mình thấy mừng ghê á. Anh em càng ngày càng lên xe lớn là mình thấy mừng, mình thấy là anh em đã phát triển. Tại vì bên mình chơi rất là lành mạnh, chỉ có chơi xe và học hỏi thôi, và rất là không có tốn nhiều cái phí, gọi là phí phí gì mà phí mình mới chơi xe mình ngu mình tốn phí đó, gọi là phí gì đúng không?
Thì hồi đó mình mua xe là hồi đó thời trước mình chơi xe là mình đã bị đóng phí học ngu rồi. Cho nên bây giờ xe anh em về chỉ giọt thôi là không có cần phải gì hết á. Đó, rồi cảm ơn anh em nhiều ha, xem clip mình biker vui vẻ nha anh em. Chúc anh em một buổi chiều thiệt là tuyệt vời.